Phía này là con sông rồi các bạn. Nước trong này nó cạn các bạn ơi, nước cạn rồi. Mùa mưa nó dâng gần gần tới bờ các bạn, lên tới bờ luôn á. Chỗ này thì nó ngập hết luôn các bạn. Mùa mưa nó ngập dưới này hết. Ở trong phía này là rừng cấm các bạn, rừng cấm, rừng cấm nó có xây con tường, cái tường bảo vệ đó. Rồi có con đường bảo vệ nữa ở phía ngoài đó. Bên rừng, bên sông, bên sông nha các bạn. Đây là sông Hàn nha các bạn. Sông này nó đổ từ bên kè về các bạn ơi, xa lắm. Đây còn rừng không á các bạn.
trong vườn rau nó còn rừng không các bạn. Đi dăm que các bạn ơi. Đây là trái mã tiền nha các bạn. Trái mã tiền nè. Mã tiền nè các bạn. Nè. Hút mã tiền ở trong đây các bạn ơi. Rụng nhiều lắm các bạn. Mã tiền này nghe người ta có ngâm rượu làm thuốc gì các bạn ơi. Nó rụng nhiều lắm các bạn. Nó rụng đầy nha các bạn ơi. Có người kêu củ chi các bạn. Hột mã tiền này có người kêu hột, có người kêu là củ chi. Hột nè các bạn. Nhiều luôn các bạn ơi. Cây nè các bạn, cây nó nè. Cây nó. Đây có đường ngon các bạn, xuống đây thử cho các bạn. Đây có cây mã tiền đó các bạn ơi, nó rụng nè. Mã tiền này nhiều lắm các bạn. Đây nè cây bự nè các bạn. Nè cây nó nè các bạn ơi. Nó rụng nhiều lắm nè. Nó vàng vàng, nó chín nó vàng vàng giống như cái thị các bạn. Đường xuống sông các bạn ơi. Này cái ngọn sông trên này các bạn.
Bên là con sông, bên là rừng cấm các bạn. Dưới này là con sông luôn đó các bạn. Kia là cái cầu các bạn, cái cầu bắc ngang sông nha các bạn. Để chút mình tới đó coi nha các bạn, cái cầu đó đó, bắc ngang sông. Để có gốc cây, cây đẹp lắm các bạn ơi, gốc cây nè. Gốc cây này đem về được làm gì đẹp lắm các bạn. Trên kia rừng nha các bạn. Để mình tới cầu coi coi các bạn. Để tới cầu coi. Cầu nè các bạn. Ở kia có cái chốt của cái nhà các bạn ơi, cái chốt kim lâm các bạn, bảo vệ cái rừng này các bạn.
bên kia rẫy nha các bạn.